Ngày hôm nay chú hệ ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chiếc xe tăng các bạn nhé. Để tạo được chiếc xe tăng chúng ta cần có 5 quả bóng. Ở đây chú hệ ST dùng 2 quả bóng màu nâu, 2 quả bóng màu đen và 1 quả bóng màu xanh lá cây. Bây giờ chúng ta sẽ thổi 2 quả bóng màu nâu này lên. 2 quả bóng màu nâu chúng ta bơm chừa lại khoảng 7 ngón tay các bạn nhé. Đây. 2 quả bóng màu nâu này chúng ta sẽ tạo 2 cái khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. Đây. Tương tự. Tiếp theo. Ở quả này chúng ta tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay. Và chúng ta cột vô đây. Quả bên này chúng ta làm một đoạn 7 ngón tay tương tự. Và cột vô đây. Tiếp theo, ở đây chúng ta tạo một quả nho nhỏ khoảng 1 ngón rưỡi các bạn nhé. Một quả nho khoảng 1 ngón rưỡi và một đoạn 7 ngón tay bằng đoạn này. Đây. Đến đây chúng ta dùng cái tay giữ lại. Và bên này chúng ta cũng tạo một quả nhỏ 1 ngón rưỡi. Và bây giờ chúng ta cột chung lại với nhau. Đây này. Quả bóng này dài hơn. Quả bóng này chúng ta quay trở lại, cũng tạo một đoạn 7 ngón tay. Đến đây chúng ta dùng kỹ thuật lật bóng. Ngón cái, ngón trỏ chúng ta tì sát vào điểm nối này, điểm xoắn này. Và chúng ta lăn bóng này. Lăn. Chúng ta tiếp tục làm hai đoạn như thế này nữa. Thế này. Một quả nho và một đoạn 7 ngón tay. Kẹp lại. Quả nho một chung và ngón tay. Bóp sát và lăn. Tiếp theo, một quả nho, một đoạn 7 ngón tay. Kẹp lại. Đây, quả nho một ngón rưỡi, tương tự, lại, đến đây chúng ta tạo bên này hai cái khóa, mỗi khóa hai ngón tay tương tự đằng trước này các bạn nhé. Bên này ngắt. Bên này tương tự các bạn nhé. Thân chiếc xe tăng đã xong. Tiếp theo, quả bóng màu xanh lá cây chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái nòng xe tăng. Ở đầu nòng chúng ta áp dụng kỹ thuật
Trong video kỹ thuật cơ bản, chú ấy thầy đã hướng dẫn để làm mỗi con heo các bạn nhé. Bây giờ chúng ta áp dụng. Thế này, bạn nào chưa làm được kỹ thuật này thì coi lại video kỹ thuật cơ bản của trong kênh Etherkit TV luôn các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ làm một đoạn khoảng tầm 8 móng tay. Ở đây chúng ta sẽ tạo ba khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. Một khóa, 2 khóa. Ok. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn 4 ngón tay. Tạo một khóa nhỏ. Khoảng 1 ngón tay. Và một đoạn 4 ngón tay. Chúng ta cột chung vào đây. Đến đây, chúng ta làm một đoạn khoảng 5 ngón tay, dài hơn đoạn này một chút xíu các bạn nhé. Và cột vào cái khóa này. Tiếp theo, chúng ta xì bỏ hơi này đi. Thì trên đầu này các bạn nhé. Cái dây này chúng ta còn sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái nòng xe tăng này vô cái thân. Đây. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta kéo sợi dây này. Chúng ta luồn qua đây. Và cột lại. Cái đây. Tiếp theo chúng ta làm cái xích cho bánh xe tăng các bạn nhé, bằng hai quả màu đen. Quả màu đen chúng ta thổi khoảng nửa quả, gần nửa quả cũng được các bạn. Chúng ta cột vô đây. Chúng ta sẽ tạo những quả nho khoảng 2 ngón tay ở đây cho đến đây. Chúng ta tạo một chuỗi quả nho các bạn nha. Khoảng 4 quả nho như thế là được. Tiếp tục vòng qua. Thất bại. Bên này làm tương tự các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ trang trí cho xe tăng các bạn nhé. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc xe tăng các bạn nhé.
Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ chú hề ST đấy nhé các bạn. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.